Chào anh em, em là Duy đến từ DS Watt. Và hôm nay em xin được giới thiệu đến với anh em chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Seiko. Đó là chiếc Seiko 5 Sport. Đó. Một chiếc Seiko 5 này thì là một chiếc đã có sử dụng, tuy nhiên thì độ mới cũng khá là cao. Đó, như em có thể nhìn thấy này, độ mới rất là tốt. Chiếc khóa này thì cực kỳ chắc chắn. Đó, chiếc Seiko này thì có size mặt là 42mm. Đó, và cùng đi cùng với đó là độ dày khoảng tầm 13mm. Nhưng anh em nào có cổ tay khoảng tầm 16,5 trở lên đã có thể đeo được rồi. Vì chiều dài lắc tô lắc nó khá ngắn, lắc tô lắc chỉ khoảng tầm độ 46-48mm thôi. Đấy, thì những tay anh em có thể khoảng tầm 16,5 trở lên anh em đã có thể đeo rồi. Đó, điểm đặc biệt ở chiếc Seiko này thì có niềng. Đó, cái niềng này được làm bằng thép đúc. Anh em có thể nhìn thấy đây, rất là tinh tế và rất là đẹp, nhìn khá là chắc chắn luôn. Đó. Sợi dây 3 chỉ nhà Seiko này thì chắc là sợi dây phổ thông rồi. Đó, anh em có thể cùng tìm hiểu này. Tất cả mặt số dạ quang. Đấy, cọc số lẫn là kim giờ và kim phút đều được phủ dạ quang. Đấy, thì em chưa cần lên lùm lắm nhưng mà nó đã đủ sáng cho anh em xem. Đó, thì chiếc Seiko 5 này thì 3 kim 2 lịch. Đó, ô lịch ngày và ô lịch thứ đều ở góc 3 giờ. Đó, em sẽ thỉnh lịch cho anh em xem này. Đó, lịch trôi rất là mượt mà. Đó, anh em xoay ngược lại thì nó sẽ là chỉnh lịch thứ. Đó, và lịch ngày thì anh em chỉ giờ thì anh em chỉ cần rút ra một núm nữa thôi, rút ra một nấc nữa là anh em có thể chỉnh được lịch ngày. Đó. Chiếc Seiko 5 này thì được sử dụng bộ máy 4R36. Đó, bộ máy 4R36 với 24 chân kính. Bộ máy 4R36 nhà Seiko thì chắc chắn rồi là rất là bền bỉ. Đó, và rất là chính xác. Đó, chống nước lên đến 13. Stainless steel. Đó. Đều được làm bằng thép không gì. Chức năng chống nước 13 thì anh em có thể đi tắm cũng thoải mái. Đó. Và với chiếc Seiko hàng lướt như thế này thì cửa hàng DS Watt đang giao lưu mức giá là chỉ quanh 4 triệu thôi. Thì anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ sớm với cửa hàng để được mua với mức giá tốt nhất. Đó, mức giá quanh 4 triệu thì có fix cho anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ sớm để được mua với mức giá tốt nhất. Và hàng lướt thì cửa hàng DS Watt cũng sẽ bảo hành như bình thường. Tất cả đều sẽ được bảo hành 5 năm. Máy pin thì sẽ thay pin miễn phí trọn đời. Máy auto thì sẽ hỗ trợ anh em 50% chi phí bảo dưỡng, lau rửa máy nếu anh em có nhu cầu. Đó, vậy thì anh em nào có nhu cầu về chiếc này có thể liên hệ sớm với cửa hàng để được mua và tư vấn. Xin cảm ơn anh em.